Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Hỏi khó đáp nhanh của WinWin Việt Nam số 4 2021. Câu hỏi thứ nhất của 09 Nokia. Chị Yến ơi, cho em hỏi. Em xem trên mạng xã hội, sao ở hải ngoại có rất nhiều người chống phá Đảng Cộng sản chúng ta vậy? Hay Đảng Cộng sản chúng ta làm điều gì với họ sai? Trả lời, có nhiều người chống phá nhưng cũng có thật nhiều người ủng hộ và bảo vệ. Xưa các cụ có dạy, nhân vô thập toàn, với tổ chức, đảng phái cũng vậy, đều do con người tạo ra. Nên khó mà nói là hoàn chỉnh, đều phải tự điều chỉnh để tiến bộ, để phù hợp. Cái làm cho họ chống phá chính là đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta thu hồi quyền lợi bất hợp pháp của một nhóm người để trao cho toàn thể mọi người. Cho nên đắc tội với vài người nhưng lại có công với muôn người. Câu hỏi số 2 của Roman Phan Hương Fanny. Chào chị Hải Yến, chị cho tôi hỏi. 1. Phụ nữ đẻ rồi còn trinh không? Trả lời không. 2. Mẹ Maria đẻ Giê-xu sao vẫn còn đồng trinh? Trả lời, đó là cách nói ẩn dụ để hiểu về một sự ra đời của Giê-xu không phải là kết quả của ái ân mà là sự cần thiết có mặt của Ngài ở thế gian. Có phải thụ tinh nhân tạo đẻ mổ không ạ? Mong chị chỉ giáo. Trả lời, nếu bạn vẫn hỏi liên quan đến mẹ Maria thì xin trả lời là không, bởi ngày đó cách hơn 2.000 năm chưa có các phương pháp như bạn nêu. Câu hỏi số 3 của Son Huynh. Chị Yến biết khi nào Việt Nam mình lên xã hội chủ nghĩa không? Trả lời, khi nào dân nước mình không có chửi bới cãi vã, tranh công đổ tội, không có trộm cắp hiếp giết, không có tham nhũng hối lộ, toàn dân chăm chỉ lao động kiếm sống và xây dựng đất nước, biết yêu thương đùm bọc, chia sẻ, bao dung độ lượng, người yêu người sống để yêu nhau, thì khi đó nước mình là chủ nghĩa xã hội. Câu hỏi số 4 của Bảo Bùi Thế. Tại sao Việt Nam mình một số người thờ Quan Văn Trường? Một là ông ta là người Tàu, hai là ông ta là nhân vật giã sử mà dám so sánh với Hưng Đạo Đại Vương, kênh lên cho nhiều khán giả vứt ngay mấy ông quan công bằng gỗ đó đi. Trả lời, nếu không được thờ vì ông ta là người Tàu thì chưa thuyết phục. Những nhân vật được thờ ở Việt Nam, ngoài đạo mẫu, thờ tứ phủ rất rộng lớn trong nhân gian, là những nhân vật người Việt, nhưng lại không có ghi chép khoa học rõ ràng, thì các tôn giáo còn lại đều du nhập từ nước ngoài. Người được thờ chủ yếu là người nước ngoài, họ không bị cấm, sao cấm người muốn thờ ông Quan Vân Trường chỉ vì ông ta là người Tàu? Thế hóa ra ta phân biệt người Tàu với người Tây hay sao? Nhân vật giã sử. Đa số những thần thánh được nhân dân phong trong dân gian đều là giã sử, nên lý do ông ta là nhân vật giã sử không được thờ cũng không chính đáng. Khán giả vứt ngay mấy ông quan công bằng gỗ đó đi. Thì theo Hải Yến chưa thật thuyết phục, bởi vì tượng thờ hay tượng bày chơi đều có nhiều chất liệu, là gỗ, là gốm, kim loại. Vậy vứt tượng gỗ thì kim loại và gốm sứ để lại hay sao? Việc đem Quan Vân Trường so sánh với Trần Hưng Đạo hay với bất cứ anh hùng dân tộc nào của Việt Nam thì đều không được phép, bởi vì đó là hành vi bất kính với tổ tiên, là tự nhục. Trả lời bạn như vậy để thấy rằng ở Việt Nam có pháp luật về tự do tôn giáo, chúng ta hiểu rõ để chọn lựa. Có người chưa hiểu thì nên thuyết phục, không áp đặt, tránh rơi vào bẫy mâu thuẫn tôn giáo của những kẻ đang chống phá đất nước. Câu hỏi số 5 của Bảo Bùi Thế. Chào bạn Yến nhé, bạn cho mình hỏi. Tại sao người Tàu họ vào đất nước mình mua đất ở những vị trí đắc địa và nhạy cảm với an ninh quốc gia? Các cấp có biết không và giải pháp thế nào? Không vài năm nữa,
có vài triệu người Tàu, lúc đó thì làm sao? Trả lời, theo pháp luật thì người nước ngoài mua đất ở Việt Nam có quy định rất chặt chẽ. Theo Hải Yến được biết thì riêng câu chuyện người nước ngoài mua đất cũng đã có người xa lưới pháp luật vì vi phạm. Cũng đáng tiếc là một số người Việt vì nhẹ dạ hám lợi, không nghĩ đến quyền lợi quốc gia, đã tiếp tay gây ra câu chuyện đó. Câu chuyện vài triệu người Tàu cũng có thể là mối lo, vì người Hoa Kiều rất đoàn kết và biết vì quyền lợi quốc gia của họ. Chúng ta đã từng có thời gian do lịch sử để lại có rất nhiều người Hoa Kiều. Hiện nay nhiều nước trên thế giới Hoa Kiều rất đông. Nếu bạn qua Mỹ, bạn đến phố Trung Quốc sẽ thấy như ở trên đất Trung Hoa, từ ngôn ngữ cho đến chữ viết, màu sắc, nhà cửa và ẩm thực. Cũng nhân đây xin nói thêm, người Hoa ở Hoa Kỳ đang kiện ông Trump, cựu Tổng thống Hoa Kỳ ra tòa vì dùng từ cúm Tàu chỉ dịch COVID-19. Thấy họ đúng là mạnh, đúng là đáng quan ngại. Và Hải Yến thì lại thầm mong, giá mà Việt Kiều học hỏi lấy Hoa Kiều chút ít về tinh thần đoàn kết, về lòng yêu nước và hướng về cố hương của họ. Tất nhiên, Việt Kiều là tuyệt vời rồi. Hải Yến chỉ muốn nhắn với những người đang muốn chuyển lửa về quê hương thôi. Còn việc họ chống cộng hay chống ai, Hải Yến cho rằng không quan trọng. Đừng có chuyển lửa về đốt nhà là được rồi. Câu hỏi số 6 của Hiền Dương. Cháu chào cô Yến. Trong chuyện cô bé bán diêm, nếu như cô bé đó rất nhiều diêm để đốt, thì theo cháu, cô bé đó vẫn chết vì 75% cơ thể người là nước. Đốt một que cộng hai que là mất 50% lượng nước trong cơ thể, và đốt đến ba que là thiếu nước và chết. Theo cháu nghĩ, ba que là thiếu nước, đúng không cô? Trả lời, cô hiểu ý ẩn dụ của bạn. Tuy nhiên theo cô, người không làm phiền ta, ta cũng chẳng phiền người. Chỉ khi ai đó gây hấn thì mình mới phải suy nghĩ xem có nên đáp trả không, và đáp trả theo cách nào, quyết liệt hay mềm mại, sâu sắc hay chua cay, giáo dục hay tiêu diệt. Cho nên không nên gây hấn, để thể hiện đẳng cấp, lòng bao dung, vị tha, dù đó là ai, bạn ạ. Tất nhiên, trừ những người chỉ muốn chuyển lửa về đốt cháy nhà mình. Câu hỏi số 7 của Ngọc Duy Bùi. Xin hỏi cô một câu về thực trạng tham nhũng, xuống cấp về mặt đạo đức của một bộ phận đảng viên cán bộ đã đến mức độ nghiêm trọng chưa và đã thành mối nguy cho chế độ và đất nước chưa? Theo cá nhân cháu là nghiêm trọng và cần có biện pháp chỉnh đốn ngay. Rất mong được nghe ý kiến của cô ạ. Trả lời, bạn đã trả lời giúp cô rồi đó. Không ai hạ gục được chúng ta, chỉ có thể là những con sâu đục thân. Hiện, nhà nước đang làm rất quyết liệt, nhưng đó cũng là cuộc chiến mới mẻ. Chúng ta phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phun thuốc trừ sâu nhưng vẫn phải an toàn cho người sử dụng. Hay như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói, đánh chuột nhưng không được làm vỡ bình quý. Câu hỏi số 8 của Luân Ngô Văn. Chào chị Yến, cho tôi hỏi. Tại sao Việt Nam không sử dụng những người tổ chức cho vượt biên trái phép sang Việt Nam mang vào tội hình sự vì họ tham tiền bạc, mà để cho người vượt biên sang Việt Nam mang theo virus corona làm cho nhiều người phải mang bệnh, làm cho đất nước quá vất vả vì nó? Trả lời, pháp luật xuất phát từ thực tiễn. Thực tiễn là bây giờ ta mới bị những tình huống như thế này, chúng ta cũng đang điều chỉnh. Và những tội đó sẽ được đưa vào luật hình sự. Câu hỏi số 9. Chào chị Hải Yến, chào Win Win Việt Nam. Em thường xem kênh của chị và đánh giá rất cao giá trị thông tin của kênh. Chị cho em hỏi, cứ mỗi lần bầu cử lại có thông tin, có người đi bỏ phiếu thay cho người khác. Theo chị có việc này không? Nếu có, thì chị đánh giá việc này như thế nào? Cảm ơn và chúc chị, ekip làm chương trình sức khỏe, hạnh phúc. Trả lời, có việc người đi bỏ phiếu thay cho người khác. Đây là việc làm thể hiện kiến thức và ý thức pháp luật về việc bầu cử của dân ta ở một bộ phận chưa cao, còn tùy tiện, chưa đánh giá hết giá trị của công việc này.
Về hậu quả thì tạm thời chưa có, bởi những người đi bỏ phiếu hộ thường thuộc nhóm gia đình, họ đã trao đổi nội dung và tin tưởng giao cho một người đại diện. Nhóm người có việc riêng không khắc phục được, giao cho người quen hoặc cán bộ dân phố. Hy vọng, theo thời gian, chúng ta nhận thức đủ đầy về quyền và nghĩa vụ của mỗi công dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước thông qua việc bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp. Các câu hỏi kỳ này của chúng ta đến đây là hết rồi. Mọi câu hỏi xin được đặt dưới phần bình luận. Mọi bổ sung vào những câu hỏi đã được Uyên Uyên trả lời cũng xin được ghi trong phần bình luận. Những nội dung tham luận hay chúng tôi xin phép được đăng trên mục cộng đồng của Uyên Uyên Việt Nam. Uyên Uyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.